Đứa mạnh của con thì tính cách thì hòa đồng, vui vẻ. Công việc thì siêng năng, tính tự lập cao. Con nấu ăn ok, con thích nấu ăn. Con thấy ai mà để móng tay dài là con khó chịu luôn. Vậy à? Nhiều khi con nghĩ là nếu mà sau này con không làm ngành y thì con sẽ về làm vườn. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Rồi, bây giờ mời bạn trai giới thiệu về mình. Đầu tiên con chào chú Quỳnh Linh, cô Hồng Vân. Chào con. Và bạn gái ở bên. Em tên là Lê Đình Quân, nghề nghiệp đó là kinh doanh. Em kinh doanh về mảng nông nghiệp và mảng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Mình mở công ty ở đâu? Ở làm chính ở Đắk Lắk luôn ạ, Buôn Ma Thuột. Công ty là của mình hay là sao Quân? Dạ cũng cố gắng, đâu có một cái công ty nhỏ nhỏ. Giỏi quá. Rồi con sao nè? Dạ con chào cô Hồng Vân, chào chú Huyền Linh. Chào con. Chào tất cả mọi người và bạn nam bên kia. Con tên là Nguyễn Thị Thanh Hà, năm nay con 28 tuổi. Hiện tại thì con đang là kỹ thuật viên xét nghiệm sinh học phân tử. Con làm việc tại phòng khám ở bên quận 11. Rồi con cao giống như người mẫu vậy đó. Con là quê ở đâu con? Dạ con ở Bình Thuận đó chú. Còn đây là quê ở Đắk Lắk. Bình Thuận đi Đắk Lắk cũng được. Nhưng mà bây giờ thì hiện giờ thì cái khoảng cách mà làm việc nó hơi xa chút xíu. Bạn trai nói cho đàn gái biết điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của con thì tính cách thì hòa đồng, vui vẻ. Công việc thì siêng năng, tính tự lập cao. Còn điểm yếu có thể là đôi chút vẫn hơi nóng tính. Còn con? Dạ điểm mạnh của con là con khá là lạc quan, con cởi mở, con nấu ăn ok, con thích nấu ăn. Mà cái nhược điểm của con là con quá kỹ tính, con bị bệnh nghề nghiệp. Bị bệnh nghề nghiệp mà con. Con thấy ai mà để móng tay dài là con khó chịu luôn. Vậy hả? Là có một cái là con hơi bị nhạy cảm. Ai nói một câu nói bình thường vậy thôi, nhưng mà con lại nghĩ nó hơi xa hơn á. Xong cái nhiều khi tự làm mình buồn. Nhưng mà bây giờ thì con đỡ hơn rồi. Đỡ hơn phải không? Bạn trai được tình duyên thế nào? Thì em cũng trải qua hai mối tình. Mối tình đầu tiên thì thời sinh viên, sau khi ra trường thì bạn nó có đi du học thì chia tay. Mối tình thứ hai thì do bạn nó là chọn công việc, chọn gia đình và cách xa em, nên là hai người cũng không đến được với nhau. Còn con? Dạ con thì cũng ba mối tình. Hồi học đại học thì con có quen một bạn, mà sau khi mà ra trường thì con đã ra trường đi làm rồi, bạn vẫn không ra trường. Bạn nợ môn mà kiểu bạn chơi game rất là nhiều. Con đã nói rất là nhiều lần, xong cuối cùng là con chia tay. Xong sau thời gian thì con có một cái anh đó thì gọi là cộng sinh, nó cùng giúp đỡ nhau á. Mà sau thì anh đó cũng phải về quê, xong anh đó lấy vợ. Xong mà con không quen ai trong một thời gian dài gần 3 năm. Thì con có tìm hiểu một bạn, nhưng mà kiểu bạn đó quá bận, con cũng bận quá, kiểu như không có thời gian cho nhau. Mà bạn đó còn nhỏ tuổi hơn con nữa. Thôi dần không tìm hiểu nữa. Con có ngại vấn đề mà không gian nó cách trở gì không? Con nghĩ là con cũng trưởng thành rồi, thì không có cần phải là đưa đón nhau mỗi ngày hay là nhắn tin liên tục. Nhưng mà chỉ cần gọi là chú ý, tinh tế, biết quan tâm lẫn nhau là được rồi. Một cô gái hiện đại đấy, không vấn đề gì cả ha. Con có thích những cái người mà làm về cái nghề nghiệp của bạn, có con có thích không? Ra nhiều khi con nghĩ là nếu mà sau này con không làm ngành y thì con sẽ về làm vườn. Tại cô thấy con cái món quà của con nó liên quan đến cái đó, thì cô nghĩ chắc con cũng thích cái ngành nghề. Rất rắc tiêu con ơi. Rắc trồng cao su tiêu điều rồi đó. Chào cưng. Rồi bây giờ cái mẫu người bạn trai của con thì như thế nào? Về ngoại hình thì kiểu như là nhìn tươm tắn, khôi ngô một tí. Tính tình thì điềm đạm, trầm tính một chút xíu. Tinh tế, biết quan tâm đến người khác. Giống bên đây rồi đó nha, tôi thấy giống bên đây rồi kiểu đó. Kiểu như là chỉ cần chia sẻ được với nhau mọi điều là con nghĩ là sẽ ổn hết. Bằng con hoặc là cao trở lên thì càng tốt. Con mét bao nhiêu? Dạ con mét 72. Trời ơi. Mét 72 bao nhiêu người mẫu vậy đó mà. Ôi xưa rồi đầy 82. Vậy thì quá tốt rồi. Không biết đúng hay không. Con có cần yêu cầu phải đẹp trai, phải da trắng rồi thì môi đỏ hay gì không? Có cái gu con sao nè? Dạ không cần phải trắng quá, con trai ngâm ngâm một chút thì nó men đó cô. Đúng rồi, đúng cô rồi. Cũng vậy á, gu con là giống cô á. Trai ai trắng tươi. Ok. Sao? Còn bên đây bạn nam sao? Bạn trai nói mong muốn của mình về người hình mẫu lý tưởng cho. Đúng rồi. Còn mỗi nghe đi. Tiêu chí đầu tiên là mong muốn bạn biết hòa đồng, vui vẻ và biết cách ứng xử với mọi người. Em sống khá là tình cảm.
và nội tâm. Thì không ra ngoài thì công việc thì sao cũng được rồi nhiều kiểu, nhưng mà về gia đình thì lúc nào cũng muốn dành tình cảm cho gia đình, cho mọi người xung quanh thân cận mình. Vậy thôi. Xấu đẹp không quan trọng. Dạ. Nếu mà có thể thì mình có thể xấu, nhưng mà có thể về mình quen nhau rồi có thể chăm bạn nữ tốt hơn thì sao? Chăm dạ. Giống như chăm cây vậy đó, phải không? Bây giờ là vấn đề chỗ đẹp xấu quan trọng, bởi vì tất cả mọi thứ phát triển rồi, xấu cũng thành đẹp được, rất đơn giản luôn ha. Để soi xem nhà gái thế nào. Con chào chú. Trời đất ơi. Cao dữ rồi. Trời, tôi tưởng làm nghề người mẫu không á. Dạ, tôi không có nghĩ là có làm mẫu. Có mẫu cao cao về dễ làm người mẫu lắm á. Ừ. Cô dân cũng còn làm người mẫu được mà. Nè, tôi nói cho ông biết, bây giờ tôi vẫn làm mà, tôi nói cho ông biết à. Đừng có mà cười một cách khả ố như thế. Đâu, nhiều người mời cô dân làm mẫu lắm á. Dạ. Tôi cũng đang định mời cô dân làm mẫu đó. Dạ, cô đẹp mà cô. Đẹp. Cô đẹp mà, thì hơi mỏng miệng chút thôi. Chú Linh, chú nói cái chữ đẹp mà cái trời, cô nghe thiệt á. À, con không thích điều gì đàn ông? À, con không thích đàn ông vô tâm. Người phụ nữ mà quyết định ở bên cạnh đàn ông á, chỉ là cần sự chia sẻ và lắng nghe thôi. Nhưng mà nếu mà đàn ông vô tâm á, thì sẽ không bao giờ để ý được đến cảm xúc của phụ nữ. Chính xác, đối phương nào, bên nào cũng vậy. Nếu người khác vô tâm thì mình cũng rất là buồn ha. Nhưng mà bên đây là thôi, cứ nghĩ với ai? Hôm nay em đi cùng với chú của em và ba anh em cùng công ty ạ. À, xin mời đại diện nhà trai. Trai. Chú. Dạ, vâng, xin thưa anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và thưa toàn thể quý vị trong phim trường ngày hôm nay. Cái việc này thì thực ra thì ở hai bạn là chính, chứ còn tôi thì tôi cũng không biết rằng là phải nhận xét ra làm sao, bởi vì là trong mắt của mỗi người thì nó có. Nhưng mà mình cái cảm nhận góc của mình nhìn khác nhau. Dạ, cái cảm nhận của mình về cô gái này thì như thế nào? Đó là theo cái góc nhìn của anh á. Nếu mà theo góc nhìn của tôi thì chấp nhận. Rồi, rồi, cảm ơn chú. Hôm nay con đi với ai nè? Dạ, con đi với ba người bạn thân và là cô đồng nghiệp của con. À. Dạ, con xin chào cô Hồng Vân, chú Quyền Linh, chào nhà trai và toàn thể các quý khán giả ở đây. Thì gặp bạn nam bên đây thì Hà nó giống như những điều bộc bạch, thì Hà cũng là người khá là kỹ tính, cho nên là tới bây giờ thì vẫn còn độc thân. Tuy nhiên là theo tao thấy á, bạn bên này là sạch sẽ nha, tinh tức, cũng thấy cảm thấy khá là ấm áp đó. Cho nên là nếu mà mày cứ cho nhau cơ hội đi, coi xem nhau, xem thử như thế nào. Dù sao thì cũng 28 tuổi rồi. Vậy nha. Rồi, vậy nha. Rồi, cảm ơn nhà gái. 28 tuổi rồi, cảm ơn nhà gái, nhà trai. Rồi bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt nào. Mở rào. Em có bó hoa tặng em. Cảm ơn em. Chút quà xíu nữa, sự cuối chương trình em sẽ mở nha. Dạ, em cảm ơn. À, em cũng có tí. Con bó cái gì con? Con có chút quà gửi cô ạ. Ồ, cô cảm ơn nha. Cà phê sạch organic ạ. Rồi, dạ. Em cũng có tí quà gửi anh. Cảm ơn em. Em nhìn anh thấy có như thế nào? Dạ là anh tươm tất á. Thì em là khá là xinh, cao. Dạ, cảm ơn anh. À, cũng may mắn một chút là anh cao hơn em một chút. Dạ. Là con cao mét nhiêu? Dạ, con cao mét khoảng 73, 74 ạ. Thì công việc của em thì thời gian nó có chiếm nhiều không? Dạ khá là nhiều. Em làm từ 7 giờ sáng đến 8, 9 giờ tối mỗi ngày luôn. Rồi. Nếu có cơ hội về Đắk Lắk làm đúng công việc của em có về không? Dạ nếu mà có cái gì đó níu kéo thì em sẽ về. Câu này hay nhất nè. Về Đắk Lắk cũng xin được nghề này vậy. Em có thích kinh doanh không? Tại vì công việc của anh là kinh doanh, anh đi lại khá nhiều, cũng di chuyển nhiều. Thì thường thường anh đang sống với bố mẹ thì thường thì sáng anh sẽ đi, tối anh sẽ về. Trừ những hôm đi xa, ví dụ như là lên Sài Gòn họp hay là đi làm ở xa thì anh sẽ ở lại. Nhưng mà thường thường thì sáng đi tối mới về. Dạ, thiệt ra là em rất là thích kinh doanh luôn. Em thích cái công việc nó khá là năng động, nhưng mà kiểu ngay từ nhỏ thì gia đình hướng em theo ngành y. Cho nên là em đi làm tới ngành y. Mà sau này khi mà tới một cái độ tuổi nào đó thì em sẽ chuyển hướng, em không có làm trong ngành y lâu dài. Cho nên kinh doanh thì em khá là thích. Anh thấy ngành y nó khá vất vả. Dạ. Ừ. Nó chiếm gần như là toàn bộ thời gian của em luôn. Nếu mà có cơ hội, nếu mà có duyên thì anh mong sẽ được cùng em về Đắk Lắk kinh doanh, hai ta cùng kinh doanh.
Dạ. Anh thì có thường đi công tác ở Sài Gòn không? Cuối tháng là anh lại xuống đây. Đôi khi thì ta chỉ cần lý do để xuống thôi, vẫn có thể đi được mà. Xe cộ đi lại cũng thuận tiện mà. Dạ. Vâng. Em muốn hỏi là anh có bị áp lực về vấn đề phải cưới sớm không? À, em hỏi câu đó hả? Dạ. Ví dụ như em, nếu mới ví dụ mình cho nhau cơ hội quen nhau, yêu nhau thì ví dụ bao lâu thì em muốn cưới? À, ý em là em không phải vì tuổi tác mà em áp lực cưới, mà em chỉ cần là hai người hiểu nhau, cùng nhau tự nguyện tiến tới hôn nhân thôi, chứ đừng có đặt ra áp lực là vì anh với em khá lớn tuổi cho nên là nửa năm phải cưới hay một năm phải cưới. Em nghĩ quan trọng là tình cảm. Đúng rồi. Dạ. Ví dụ gia đình thì cũng có áp lực với anh về cái chuyện cưới xin, nhưng mà đối với anh thì cái chuyện hôn nhân là chuyện cả đời, có thể là nhanh nhưng không thể vội được. Dạ đúng rồi. Quan điểm của anh là vậy. Em cũng vậy. Còn bây giờ thì cảm nhận các bạn bên thế đây, nào? Bên đây, bên đây. Các bạn cứ tự trả lời bằng nút bấm của mình. Đến lúc chúng ta rồi bấm luôn rồi đó. Thôi thằng nó bấm lại. Luôn rồi. Hãy cùng nhau rồi nó bên đây nó bấm luôn trước. Rồi. Khỏi rồi bấm luôn. Bạn bấm trước rồi. Được, không sao cả. À, bây giờ em có thể lấy món quà của anh tặng em. À, trời ơi. Thành này nó quyền bí thiệt đó, bây giờ mới cho mở quà nè. Đúng rồi. Ghê thiệt chứ. Thôi để anh mở cho. Để Quân mở đi. Đây là một món quà mang biểu tượng của người Đắk Lắk, đó là chiếc nhẫn lông voi của người Đắk Lắk, và có mang ý nghĩa là mong nó một biểu tượng về tình yêu ở chỗ em, nên là muốn tặng bạn nữ. Đây, nào. Rồi. Trời ơi, đẹp. Ơi. Trời ơi. Một nụ hôn đầu tiên. Đúng rồi. Để đánh dấu ngày mà chúng ta gặp gỡ, ngày mà duyên nó đến. Cho anh hôn em nha.